Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2012 với một số tin tức đáng chú ý trong ngày. Hơn 100 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Thêm 2 người Tây Tạng bị công an Trung Quốc bắn chết. 26 người dân Việt Nam bị bắt ngoài khơi tỉnh Nara Thi Hoạch của Thái Lan hiện đang bị giam giữ chờ cơ quan chức năng giải quyết. Một viên chức thuộc nhà tù Nara Thi Hoạch không muốn tiết lộ danh tánh hôm nay cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau. Đại ý theo người này thì trường hợp những ngư dân Việt Nam này hiện đang phải bị giam đến 55 ngày thay vì nộp tiền phạt. Họ được chuyển đến đây hôm 20 tháng Giêng và chúng tôi đang chờ văn bản để giải quyết tiếp về vụ việc này. Đại Á Châu Tự Do cũng gọi điện thoại đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để hỏi thông tin công dân Việt Nam là ngư phủ bị giam tại tỉnh Nara, Narathiwat như điều viên chức nhà tù ở đó xác nhận. Tuy nhiên, điện thoại reo mà không ai bắt máy. Hãng thông tấn AFP vừa qua loan tin với hình ảnh những ngư dân Việt Nam ngồi tại cơ quan cảnh sát biển sau khi bị bắt ngoài khơi tỉnh Nara Thi hồi ngày 19 tháng Giêng vừa qua. Lý do được phía cảnh sát biển tỉnh này đưa ra là các ngư phủ Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Thái Lan. Thưa quý vị, một phụ nữ Việt Nam đã cáo buộc Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ nạn buôn người. Hôm thứ Ba, 24 tháng 1, Cô Vũ Phương Anh nói trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng cô đã bị tấn công và làm việc như một nô lệ ở Jordan. Cô Vũ Phương Anh vẫn đang chịu đựng chấn thương và nhiều lần bị đe dọa, thậm chí sau khi tái định cư ở Hoa Kỳ. Cô cho biết thêm rằng việc ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ có thể gây ra nguy hiểm cho cô và gia đình, nhưng cô phải mang nạn buôn người có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam ra ánh sáng để sẽ không còn ai khác là nạn nhân như cô về sau. Cô Vũ Phương Anh cho biết, một nhà thầu Đài Loan làm việc cho một công ty của Mỹ đã nhận cô làm việc tại một xưởng may hồi năm 2008 với lời hứa hẹn ngày làm 8 tiếng với mức lương 300 đô la một tháng thế nhưng nhà thầu Đài Loan này lại đưa cô tới Jordan, nơi cô và 270 lao động Việt Nam khác phải làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày và chỉ nhận được 1 đô la một ngày. Khi công nhân đình công thì bị đánh đập bằng rùi cùi. Cô cũng nói rằng chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn tới Jordan, nhưng họ đã không can thiệp và giúp đỡ gì. Tiếp tục phần tin Việt Nam, Bộ Công an cho biết đã có khoảng 130 vụ tai nạn giao thông, làm 106 người chết và 110 người bị thương từ ngày 22 đến ngày 24 tháng Giêng, tức ngày 29 cho tới mùng 2 Tết âm lịch. Theo nhận định của Bộ Công an, nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông dịp Tết là do tình trạng uống bia rượu khi tham gia giao thông. Dù tình trạng đua xe và ung tắc kéo dài không xảy ra, nhưng tình hình giao thông vẫn ở tình trạng phức tạp. Ngày 25 tháng Giêng tức mùng 3 Tết Nhâm Thìn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện gửi các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ Tết còn lại và những ngày bắt đầu thời gian làm việc sau kỳ nghỉ Tết để giảm tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông. Quay sang tin Trung Quốc, thưa quý khán thính giả, tin Reuters hôm nay cho biết có thêm hai người Tây Tạng đã bị công an Trung Quốc bắn chết trong khi tham gia cuộc biểu tình tại một địa điểm thuộc miền Nam tỉnh Tứ Xuyên rất nhiều người Tây Tạng khác trong cuộc biểu tình này bị thương và bị bắt. Tổ chức tự do cho Tây Tạng có trụ sở tại Luân Đôn xác nhận tin này vào ngày hôm nay. Tổ chức này cũng cho biết tại khu phố xảy ra biểu tình đã bị chính quyền giới nghiêm và người dân được thông báo là không nên ra khỏi nhà nếu không thì sẽ bị bắn. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng đưa ra bản tin xác nhận vụ biểu tình xảy ra tại Seda, một thị trấn trong tỉnh Tứ Xuyên nằm sát ranh giới với Tây Tạng, đã khiến cho 14 công an bị thương và có 13 người biểu tình bị bắt giữ. Tân Hoa xã cũng nhắc lại, vụ biểu tình hôm thứ hai của người Tây Tạng tại Drago đã khiến một người bị giết. Trước những cuộc đàn áp đẫm máu của người biểu tình tại Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải kiềm chế khi giải quyết các cuộc biểu tình bất bạo động của người Tây Tạng. Bà Maria Otero, điều phối viên đặc trách vấn đề Tây Tạng của Hoa Kỳ, đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh cho phép báo chí ngoại quốc và các nhà ngoại giao tới nơi xảy ra biểu tình để tìm hiểu sự thật. Bà Otero cho biết Hoa Kỳ rất quan tâm và thúc đẩy Trung Quốc xem xét lại các chính sách không phù hợp tại Tây Tạng đã làm cho tình hình thêm căng thẳng trong lúc gần đây. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu tự do. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa việt net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, quý vị có thể vào trang web của đài tại địa chỉ achautzido.info quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org hòa ái và vũ hoàng xin kính chào tạm biệt